Rồng tới nhà tôm. Em tới bịch Trời ơi sướng quá à. đuổi Cái này là chị bạn thân của Tiên đó. Hôm nay đến nhà chơi nè. nè. Chơi coi nó được Trời ơi coi nè, cho em Tiên một gái đó. Chơi bịch đi nào ổi. Ở Bắc Cali đi không có ổi đâu các bạn, mà chị đem tới chị cho nè. nhưng Hai mà chị cái em duyên ha, á, chị em có duyên á. đi làm đó mà quen nhau mà thân với nhau luôn Kiếp đó các trước bạn. á, nó là em của tôi, bây giờ là gặp lại thật đó. Chắc vậy quá ha, cho nên hai chị em mình mới chơi thân với Tôi nhau có được cái duyên ha. mà. Ngồi chơi ngồi chơi. Bích Tiên thân chào các bạn. Các bạn có khỏe không? Người bạn đó, chị bạn mà Tiên có quay video chỉ đến chơi đó, chỉ cho Tiên ổi đó. Thì hôm nay mới để có vài ngày mà nó chín rồi các bạn. Nó chín vàng luôn. Hôm bữa chị đem tới nó còn hơi hường hường xanh xanh. Mà bên Mỹ trời lạnh đó, cái trong nhà mở hít đó các bạn, mở máy sưởi á, cho nên là nó chín nhanh quá à. Hôm nay nó chín vàng hết trơn rồi mà ổi này ổi ruột đỏ các bạn, nhìn ngon dễ sợ luôn á. Tiên cũng không biết cái cây ổi ruột đỏ nó làm sao nữa, từ lúc Tiên còn bé xíu 5-6 tuổi thì Tiên nhớ nhà ông bác Tiên đó có cây ổi ruột đỏ đó, nhưng mà lúc đó Tiên còn nhỏ quá cho nên giờ không nhớ các bạn ơi, không nhớ cái cây ổi đó nó ra làm sao hết. Thôi bây giờ mình ăn thử đi ha. Mời các bạn ha. Mời nhỏ xí nè. Ăn chung với Tiên nha. Tiên ăn với cái muối ớt này nè các bạn nè. Muối ớt này đó nó không phải là giống cái muối ớt của mình. Cái muối ớt này á, là của người Tiên mua ở chợ Mễ các bạn. Mà bên đây người ta thích ăn cái muối ớt này lắm. Tại vì nó hơi chua chua. Ha, nó hơi mặn mặn, nó hơi chua chua, nó có chanh trong đó đó. Thì Tiên không có ăn cái ớt muối tôm, để hôm nào mua cái ớt muối tôm ăn thử coi nó ra làm sao. Ở Việt Nam ăn thì thấy ngon quá. Ở bên đây thì Tiên chỉ ăn cái muối ớt như vậy thôi. Rồi, Tiên mời các bạn nha. Mình á, chưa bao giờ ăn cái loại ổi nhỏ này á. Thường ở Việt Nam mình chỉ ăn cái trái mà bự giống dày nè, màu xanh xanh nó giòn giòn á. Nãy giờ mình ngửi á các bạn, ổi nó Thơm. nhỏ nha nhưng mà rất là thơm. Thơm quá ha. Ở Thơm ruột nồng đỏ nàn cái thơm. mùi ổi luôn á, mà nó thơm ngọt mà nó thơm nồng luôn. Không biết ăn như thế nào chứ còn ngửi là nghe mùi rất là hấp dẫn các bạn. Đỏ ghê không? Chín đỏ bên trong luôn nè các bạn nè. Đây mình không có gọi là gì muối tôm nữa thì mình xài muối mễ đã. Không có ổi xá lị các bạn, ổi xá lị thì là số 1 rồi. Ổi xá lị thì nó rất giòn, nó rất ngọt, chua. còn cái ổi này á, thì nó ruột đỏ, ăn nó mềm, nó thơm nhưng mà hơi có vị chua các bạn. Hơi chua nhưng mà ăn hồi thì nó lại ngọt ngọt. Các bạn coi nè, ở trong nó đỏ dễ sợ không, ngon quá à. Ăn với cái muối này cũng hợp quá hả? Ở đây mà Tiên không có biết là ở đây có trồng được ổi, chị bạn đem tới rồi mới nói với Tiên mà Tiên mới biết là ở đây có trồng ổi được đó các bạn. Mà cái loại ổi này hạt nó cũng ít lắm các bạn. Cái ruột nó mềm mềm thôi chứ hạt nó không bao nhiêu hết. Ổi này lần đầu con mới ăn luôn á. Khác cái ổi của Việt Nam mình, ổi Việt Nam mình nó giòn hơn đúng không? Xá lị thì số 1 rồi. Ở đây nếu muốn muốn có xá lị là con phải đi xuống cái hướng miền Nam Cali. Mình ở miền Bắc Cali thì chưa thấy. Còn bé mà bê chỉ muốn ngủ thôi. Đâu có muốn phải thức dậy lúc 4 5 giờ sáng để mà đi nhà thờ đâu. Nhưng mà phải theo các bác, các anh, các chị. Đó thì hả là phải đi, không có được ở nhà. Thì giờ thì tối, hai bên thì không có đèn. Thì cái thời điểm đó là thời điểm Tiên được nghỉ hè đó. Bố của Tiên dắt về bên nội ở dưới đó chơi 2 tháng hè. Cho nên mới biết cái cây ổi ruột đỏ đó các bạn. Mà lúc đó mấy ông anh họ của Tiên đó mắc cười lắm.
Tiên đâu có biết leo cây, thì mấy ảnh leo cây rất là giỏi đó, rồi mấy ảnh leo lên hái ổi, mấy ảnh ăn ở trên nó luôn các bạn, không có cho Tiên cái trái nào. Tiên cứ dưới anh ơi cho em một trái đi, mà không cho là không cho, để chọc ghẹo như vậy đó các bạn. Bây giờ qua Mỹ ngồi ăn cái trái ổi ruột đỏ này là nhớ lại cái kỷ niệm ngày xưa. Hấp dẫn quá mấy bạn ơi, không thua gì muối ớt Việt Nam mình hết. Cái ruột bên trong thì ăn rất là ngon các bạn, chín mềm và thơm lắm, rất là thơm mà ngọt thanh. Cái vỏ chua là tại vì mình ăn chung với cái vỏ thôi, chứ còn nãy giờ mình ăn mà thử cái ruột không á là nó ngọt lắm các bạn, mà thơm, mùi ổi ghê, thơm dễ sợ. Đừng có ăn cái vỏ đó, không có nên á. Không, mẹ nói là đừng có ăn cái vỏ thì nó rất ngọt ghê ha. Ngọt ơi ngọt ha, ngọt không? Bởi không, nó chua là do tại vì cái vỏ thôi. Chứ ở trong á, cái ruột của cái trái ổi này á các bạn, nó ở cái ruột nó mềm mềm thôi, mà hạt nó không có bao nhiêu các bạn, cho nên là ăn luôn ruột nè. So với cái ổi Việt Nam mình thì ổi này không bao nhiêu hạt hết. Ngon, ruột đặc ruột đó. Xí xí xí. Để biến hình cho đỡ sợ. Ui biến hình gì vậy? Ê, biến hình làm gì? Tính là hù ma hả? Đeo vô cho ma nó sợ mình hả? Mùa đông lạnh lẽo cho nên là mình biến hình thành gấu ngủ đông các bạn. Nghe cho nó đỡ sợ, nó đỡ rùng rợn. Tự nhiên ngồi ăn ổi kể chuyện lúc bé ở dưới Biên Hòa, đi nhà thờ lúc 4-5 giờ sáng, trời tối hù sợ ma. Cái nhớ là chuyện ma có thật nha các bạn. Là trong cuộc đời Tiên là Tiên đã coi như là bị 3 lần rồi. Còn con gái Tiên á là bị một lần ở lúc còn ở Việt Nam đó, thì cả gia đình đi Huế chơi đó, là con gái của Tiên với lại con trai Tiên ở trong cái phòng đó là gặp, không phải là gặp ma mà là bị ma nhát nha các bạn. Thì như thế nào con kể cho mọi người nghe đi. Được, kể chuyện ma mình đổi chỗ ngồi. Nhân vật kể chuyện ma sẽ ngồi bên này để kể chuyện ma cho các bạn nghe. Đổi giọng luôn để cho nó ly kỳ các bạn. Phải ăn ổi đây. Nhớ chuyện ma kể cho các bạn nghe luôn. Là mình đi Huế chơi, thì mình đi á, là đi với lại gia đình mình, với một người bạn. Ngay thành phố Huế luôn, nội thành Huế luôn. Nội thì... thành Huế không có mướn khách sạn lớn các bạn, mà mướn khách sạn nhà đó, cái dạng mà gia đình của người ta có cái nhà rồi người ta làm khách sạn đó. Rồi để mình tiếp tục câu chuyện. Hồi đó còn nhỏ cho nên là cũng nhiều lúc không biết thật giả ma như thế nào. Sau khi sáng tỉnh dậy á, nghe kể lại là biết là đúng là tối đó là có gặp, nhiều lúc không phải ma mà là linh hồn thôi. Tự nhiên của những người đã nói mất. Thiệt, nghe nó kể mà tự nhiên Tiên nổi da gà đó. Tiên không có tính kể chuyện ma đâu, tại vì cái tính Tiên nhát lắm. Mà tự nhiên nói thôi kể chuyện ma cho các bạn nghe, là chuyện ma có thật của mấy mẹ con đó, thì ngồi nó nhắc lại mà nổi da gà. Nổi da gà ơi. Mình đây còn nổi da gà nữa nè mấy bạn, bao nhiêu lông gà da gà nó nổi lên đó. Để mình kể tiếp. Ngay đêm đầu tiên là đã bị rồi mấy bạn. Mình đang ngủ gì đó tự nhiên bất chợt thức dậy vậy các bạn, không giải thích được luôn. Tỉnh giống như là sáo vậy đó, không có cần cả cái cảm giác buồn ngủ nữa. Khoảng 3 giờ sáng mà yên lặng như tờ các bạn, tại vì cái giấc đó là mọi người ngủ say rồi. Mình nhìn xung quanh á, thì bạn mình với lại em mình á, cũng ngáy khò khò rồi. Mình thường á, ban đêm mình thức dậy là chỉ khi nào giống như mình cần đi vệ sinh thì mình mới thức đúng không? Còn đây á, là mình không có cảm giác gì hết, mà tự nhiên tỉnh không có cảm giác buồn ngủ nữa, nhưng mà cũng không có nhu cầu đi vệ sinh. Cho nên mình mới nhắm mắt để coi từ từ đi vô lại giấc ngủ. Thì mình nhắm mắt lại á, rồi chùm mền. Với lại các bạn biết cái không gian nó yên tĩnh đó các bạn, là mình cũng hơi sợ sợ chứ, cho nên là cũng lật lật chùm mền nhắm mắt để ngủ lại, chứ đâu có muốn thức. Thì á, mình nhắm mắt lại á, thì mơ màng đâu khoảng 5-10 phút các bạn, thì mình nghe thấy cái tiếng khóc.
ngay bên tai luôn các bạn. Cái điểm rùng rợn là cái chỗ đó, không phải tiếng khóc nghe vang vãn ở đâu nó xa xa, tự nhiên nghe kể mà nổi da gà, mà cái tiếng khóc á mình nghe rõ ràng luôn. Cái này là thật sự sao mình lúc đó như thế nào là mình kể lại cho các bạn yêu như vậy, là mình nghe giống như là cái tiếng ai khóc rỉ rả ngay bên tai mình. Nghĩ còn giọng đó là giọng khóc của con nít chứ không phải của người lớn, khoảng như 7-8 tuổi thôi đó. Mà cái điểm đáng sợ là sao, mình thì nghe tới đó là mình thấy là hơi mình nhát rồi, đâu có dám mở mắt ra hay là mở mền ra mà nhìn coi chuyện gì, cứ nhắm tịt mắt chùm mền rồi cầu cho mình ngủ lại thôi. Thì cuối cùng thì mình cũng ngủ lại cho tới sáng. Sao mà biết là cái căn phòng đó có những cái oan hồn các bạn, là tại vì bạn của mình, cái em trai của mình, con gái Tiên nó bị đó. Thì là tới sáng ra đó thì nó vẫn nghĩ rằng là chắc là nó giống như nó buồn ngủ quá mà nó nghe như vậy. Nhưng mà bạn của nó nói là trời ơi, đêm hôm qua Tuyền ngủ mà Tuyền bị ma nó nhát. Thì con gái Tiên nó trời ơi, bị sao kể nghe coi. Thì em bé đó nó mới nói á, trời ơi nó cứ vuốt ngược tóc Tuyền lên giày nè, trời ơi sợ quá à. Hỏi lúc nào nó, lúc đó tự nhiên giật mình thức dậy á, tỉnh như sáo vậy đó các bạn. Rồi nhìn đồng hồ cũng cỡ 3 giờ sáng á, xong rồi á hả, nói là đang ngủ rất ngon mà tự nhiên là tỉnh như tỉnh rủi luôn á. Thì mới chùm mền ngủ nhắm mắt lại thì thấy ai đó vuốt tóc. Các bạn vuốt tóc dài lắm, tóc dài mà lấy cái tay vuốt ngược cái tóc lên như này, vuốt hất hất cái tóc lên như vậy nè. Trời ơi, Tiên kể mà Tiên không nổi da gà. Chi tiết chắc mẹ nhớ nhiều hơn. Thì tại mẹ là cái người nhát, cho nên những cái đó là nó ảnh hưởng mẹ dữ lắm. Thì hai cái đứa chị kể như vậy thì cái thằng con trai Tiên nó sợ quá. Thì qua đêm thứ hai á, ảnh nghe kể ảnh sợ quá. Thì ảnh mới không chịu nằm cái giường đó nữa, ảnh mới nhảy qua đây ảnh nằm chung với hai cô chị. Thì đêm thứ hai là đứa con trai Tiên bị các bạn. Sợ quá các bạn ơi, phải ăn miếng ổi vô cho đỡ sợ các bạn ơi. Ăn miếng thì các bạn biết qua sao? Đêm thứ hai đó là sáng thức dậy là nó kể, nó nói sợ quá mẹ ơi, phải đổi khách sạn. Thì nói làm sao, con sợ quá con qua con chùm mình con ngủ. Đúng 3 giờ sáng con đang ngủ ngon, con giật mình thức dậy coi như con tỉnh giống như ban ngày. Thì nhìn qua thấy hai chị vẫn ngủ thì con sợ quá, tại vì con đã biết là hai chị bị rồi cho nên con chùm mình kín mít luôn. Thì con không thể nào con ngủ được mà nghe rõ cái tiếng đồng hồ lắc á các bạn, nó kêu tích tắc như vậy nè. Thì nó nghe cái tiếng chân đi ra đi vô các bạn, đi xẹp đi từ ngoài đi vô trong phòng tắm, rồi xẹp từ phòng tắm đi ra ngoài. Nó sợ quá, nó nói lúc đó nó muốn mở cái mền, nó nhìn coi làm sao mà nó sợ quá, mà nó con trai, nó nói con sợ quá à, con không dám mở cái mền ra để con nhìn thử con như thế nào luôn. Ghê quá. Thì sau đó là mẹ nói bây giờ mẹ kể là mẹ vẫn rợn hết da gà, nổi hết da gà lên. Đi ra đi vô xong các bạn ha, thì bắt đầu cái giường của ảnh đó nó nhảy các bạn, nó ủa nhảy trên cái giường, nó nhảy cà tưng trên cái giường vậy đó các bạn. Cái tiết này trời ơi. Tiên nói qua hôm sau nó kể cho Tiên nghe là coi như là đổi khách sạn ngay lập tức luôn. À, thôi chắc cũng video nó dài quá rồi. Thôi để hẹn các bạn lần sau đi ha. Lần sau rồi lại ngồi lại hai mẹ con nói chuyện vui, kể chuyện ma cho các bạn nghe. Trời, tiếp nha. Chuyện ma vui. Thì chuyện ma rùng rợn. Còn vừa rồi đi chơi cũng có chuyện để kể. Mà thường á là Tiên bị nhiều lắm các bạn. Tiên biết tại sao nữa, có lẽ là vì Tiên nhát quá đó. Cho nên là Tiên thường hay bị gặp. Mà theo bên thuyết nhập Phật thì người ta nói rằng là thật ra những cái linh hồn đó cũng không có được làm cái điều đó các bạn. Nếu như mà gặp cái người nhát đó mà mình làm cho họ sợ quá mà họ đứng tim họ chết luôn á, là cái oan hồn đó không có được siêu thoát đó. Ngồi dậy. Nói vậy đó con. Ở bên Phật họ nói là những cái linh hồn đó là sẽ không bao giờ siêu thoát được nếu như mà dọa cái người mà để cho họ sợ quá. Có nghĩa là chết rồi cũng không có được làm điều ác chứ nó không là đúng sẽ rồi. Không siêu thoát được. Vậy thôi mình kết thúc video tại đây. Vậy thôi ha. Tiên chào tạm biệt các bạn nha. Ở bên đây kể cho các bạn nghe tí xíu chứ cũng 15 phút có à. Tiên với BB chào tạm biệt các bạn nha. Hôm nào hai mẹ con ngồi
Đàm Đạo lại kể tiếp chuyện ma cho các bạn nghe ha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Bye, bye. Chúc một ngày tốt lành. Tiếp tục ăn ổi. Tiếp tục ăn ổi. Ổi mà cắt đâu về cái gì không? Ở bên Mỹ này không có thấy cắt nha. Còn nghĩ cho cô bé chứ hả? Không, mẹ không từng thấy luôn đó. Mẹ thấy có cắt ngâm chua ngọt thì có chắc cắt tươi để một cái mắm ruốc chứ không thấy. Mận, có mận Việt Nam mình chứ không thấy có lợn nào. Mận, tiệm trái cây cũng có bán. Mận ở đây có, mận ở dưới Nam Cali có, nhưng mà cắt